Xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại trong bản tin cập nhật thị trường ngày 23 tháng 3. Phiên trading đầu tuần thì chúng ta đã chứng kiến cái sự đi lên khá là mạnh mẽ của nhóm các cái đồng tiền G7 cùng với lại cái sự phục hồi của các cái chỉ số chứng khoán. Điều này thì thể hiện rằng là cái tâm lý thị trường nó không thật sự quá là lo ngại về cái việc Fed sẽ kết thúc cái chương trình lới lỏng, cái chương trình quy định về cái tỷ lệ thanh khoản bắt buộc theo luật định, cái tỷ lệ SLR như trong cái bài cập nhật ngày hôm qua đấy. Tuy nhiên thì nếu như mà nhìn từ cái góc độ cơ bản thì các cái rủi ro thị trường nó vẫn chưa thật sự qua đi, và cái phục hồi trong cái phiên trading ngày hôm qua của nhóm các đồng tiền G7 cùng với lại cái chỉ số chứng khoán nó mang cái nét gọi là phục hồi kỹ thuật nhiều hơn là các động lực cơ bản. Về chiến lược chi tiết thì tôi vẫn view cái nhóm các đồng tiền G7 nó sẽ tiếp tục đi xuống trong cái ngày hôm nay. Và chi tiết thì trong một trong số đó tôi rất kỳ vọng nó sẽ tiếp tục đi xuống, đó là cái cặp tiền EU. Trên biểu đồ mọi người có thể thấy là EU sau khi phục hồi khá mạnh trong phiên trading ngày hôm qua thì giá hiện tại đang được trading tại cái vùng kháng cự 1.1950, tại đúng cái làn danh MA, một cái cửa kháng cự một thời khá là chuẩn trong cái phân tích kỹ thuật MA89 đấy. Và thêm vào nữa, nếu như mà nhìn từ cái góc độ phân tích lên thị trường thì có thể thấy là cái chênh lệch lợi tức trái phiếu chính phủ của Đức và Mỹ đã đi xuống, vẫn đang giữ cái thế giảm đi xuống rất là mạnh mẽ. Điều này nó sẽ gây bearish cho cái cặp tiền EU này. Và trên hết, nếu như mà nhìn ở cái góc độ phân tích cơ bản thì Euro nó có nhiều cái động lực đi xuống hơn là cái việc sẽ phục hồi đi lên. Một trong số đó có thể kể ra các động lực, đó là cái việc mà tiêm chủng vaccine AstraZeneca ở tại châu Âu ấy, nó đang bị chậm lại so với lại Mỹ và cả Anh Quốc. Điều này trong cái bối cảnh diễn ra trong cái bối cảnh là các cái ca nhiễm mới của các cái quốc gia hàng đầu của châu Âu như là Pháp, mọi người có thể nhìn thấy cái biểu đồ số lượng ca nhiễm mới nó đang tăng lên rất là mạnh. Pháp hay là Đức chẳng hạn thì nó đều gia tăng, nó đều đang có cái xu hướng là nhích lên như thế này. Và hiện tại thì Ý thì đã phong tỏa lại từ đầu tháng 3 rồi. Đức thì sáng hôm nay cũng bắt đầu gia hạn thêm cái lệnh phong tỏa đến 18 tháng 4. Trong khi đó Pháp thì cũng phong tỏa 16 khu vực bao gồm có cả Paris. Điều này nó thật sự gây bearish cho cái đồng tiền euro trong dài hạn. Và cái động thái mới nhất trong cái bối cảnh đó thì ta thấy cái động thái mới nhất của cái ngân hàng trung ương châu Âu ECB là họ đang tăng cường thu mua thêm cái trái phiếu chính phủ, thu mua thêm cái trái phiếu kiểu của các cái chính phủ khối thành viên. Và điều đó có nghĩa rằng là ECB họ đang lới lỏng dần chính sách của mình mạnh hơn trước. Điều này sẽ gây cho cái cặp tiền này nó sẽ bearish trong cái dài hạn nhiều hơn, và do đó tôi kỳ vọng rằng là cái cặp tiền này sẽ quay trở về cái ngưỡng 1.18, cái vùng hỗ trợ 1.18 trước khi mà nó có động thái mới. 1.1880-70 đấy, cái vùng chỗ này. Đó là với cái cặp tiền EU. Đối với GU thì chúng ta thấy rằng giá đang testing, đang trading tại cái vùng MA200, cái làn danh MA200. MA200. Và cái có thể là nó đang được hỗ trợ tạm thời do là giá đang trading tại cái vùng hỗ trợ support 1.38 này. Tuy nhiên, từ cái góc độ nhìn cá nhân thì tôi thấy rằng là cái xu hướng hiện tại nó thiên về cái hướng giảm nhiều hơn, và do đó tôi nghĩ là cái vùng 1.38 này nó sẽ khó lòng mà giữ được trong những cái phiên trading của cái tuần này, và nó sẽ break out cái 1.38 này. Do đó chiến lược của chúng ta là canh tìm cái cơ hội bán ra GU. Đối với lại cái ba cái cặp tiền hàng hóa thì hiện tại có NU sáng nay đã tiếp tục trở lại xu hướng giảm rồi, và tôi kỳ vọng rằng là AU và USDCAD này sẽ tiếp tục theo cái xu hướng của NZDUSD. Cụ thể là AUD thì sẽ tiếp tục đi xuống. Chúng ta nhận thấy rằng là giá cũng đang được trading tại cái vùng đang testing lại cái vùng MA200 này, một loạt các cái đường MA đang hội tụ lại chỗ này và tạo thành cái vùng kháng cự khá là chắc cho cái cặp tiền AU này có thể điều chỉnh giảm sâu hơn nữa. NU thì đã chạy rồi, thành ra chúng ta cái cơ hội bán hiện tại thì chúng ta sẽ có thể là khá là trễ, thành ra chúng ta tập trung vào AU này, tìm cơ hội bán ra AU này. Rất có thể phiên trading hôm nay nó sẽ có một cái full break lên cái vùng phía trên, lên cái vùng phía trên kháng cự 0.7757 này, 0.7760 này, rồi sau đó thật sự nó sẽ giá sẽ bị bán xuống, chúng ta tìm cơ hội bán ra tại cái vùng phía trên này. Đối với UC cũng vậy, UC chúng ta tìm cái cơ hội mua lên, tìm cơ hội mua lên vùng giá mà có thể cặp tiền này sẽ hướng tới trong cái tuần này, đó là vùng tới 1.26, từ đây đến đó chúng ta còn khoảng gần 100 pip nữa.
UCHF cũng vậy, UCHF thì gửi hướng kỳ vọng là sẽ phục hồi từ cái vùng điều chỉnh, à từ cái vùng hỗ trợ 0.92 này, 0.92 này, và cái vùng giá mục tiêu đó là cái resistance ở phía 0.93 phía bên trên này. Không loại trừ cái phương án nó sẽ tạo full break nha, rất hay có cái kịch bản nó tạo full break, tức là breakout giả tạo xuống dưới cái vùng hỗ trợ này rồi sau đó giá mới thật sự là đi lên. Đối với vàng thì tôi hoàn toàn view hiện tại là view cái vàng sẽ tiếp tục đi xuống, view sẽ tiếp tục đi xuống. Có thể thấy hiện tại thì vàng giá vàng đang tụ lại trong cái vùng giá, trong một cái wave pattern của nó, trong một cái wave pattern đấy. Và với một wave pattern này thì cái kịch bản full break là rất là hay xảy ra, tức là giá nó breakout giả tạo lên phía trên này, breakout giả tạo lên phía trên này, killer hết tất cả những cái người gọi là seller, đặt stop loss tại đỉnh này, rồi sau đó giá vàng sẽ thật sự đi xuống. Lý do nhận định giá vàng đi xuống thì cũng không có gì là lạ, tại vì là cái bon ria vẫn trăng trong cái xu hướng, mặc dù nó có điều chỉnh trong cái phiên trading ngày hôm qua, thế nhưng mà nhìn tổng thể thì rõ ràng là cái bon ria này hoàn toàn cái xu hướng chi phối hiện tại là cái xu hướng đi lên. Và khi bon ria này đi lên thì vàng chỉ có một cái hướng duy nhất, đó là đi xuống thôi. Đối với vàng, bất cứ khi nào vàng phục hồi điều chỉnh lên các cái vùng kháng cự như tại vùng 1.1745 hoặc là lên được đến cái vùng 1750 phía trên này, đều là cái cơ hội bán ra rất là tiềm năng đối với giá vàng. Đối với ba cái chỉ số chứng khoán thì tôi tạm thời bỏ cái view, cái view sẽ tiếp tục giảm sâu hơn. Lý do là tại vì là thị trường đang được trấn an bởi The Fed. Các cái phiên điều chỉnh, các cái phiên điều trần của cục dự trữ của chủ tịch Fed, trước cái lượng viện Hoa Kỳ, nó đều mang cái tính dovish, tức là nó sẽ tiếp tục lới lỏng chính sách tiền tệ, và do đó nó sẽ nâng đỡ hỗ trợ cho các cái chỉ số chứng khoán nhiều hơn. Và do đó chúng ta tạm thời bỏ qua cái chiến lược là canh tìm các cái chỉ số chứng khoán như là trong cái bản tin cập nhật của thị trường ngày hôm qua. Đó, chúng ta có thể thấy rằng là trên cái biểu đồ H4 thì cái S&P, chỉ số S&P nó đang trên đà phục hồi quay trở lại cái đỉnh cao trước đó. Và trên biểu đồ thì nó thể hiện ra rất nhiều cái nến cho thấy rằng cái lực mua hiện tại nó đang khá là mạnh. Thành ra nếu như chúng ta mà quanh tìm cái cơ hội bán xuống thì khá là rủi ro đứng trước cái bối cảnh mà Fed họ đưa ra các cái phát biểu mang tính trấn an thị trường và support cho thị trường như thế này. Tôi cũng không khuyến nghị mua, tại vì rằng là cái việc mà cái tỷ lệ SLR nó bị kết thúc sớm trong 31 tháng 3 này, nó hoàn toàn cái tâm lý đấy hoàn toàn có thể quay trở lại chi phối thị trường. Thành ra đối với thị trường hiện tại thì thay vì tập trung giao dịch vào các chỉ số chứng khoán, chúng ta canh tìm các cơ hội giao dịch nhóm các cái bên G7 sẽ rõ ràng hơn. Một cụ thể nhất đó là với EU này, hiện tại thì giá đang giảm điều chỉnh trở lại, nhưng mà giờ mới chỉ là phiên Á, chúng ta sẽ chờ canh tìm cái cơ hội trong phiên Âu trên biểu đồ 15 phút, tìm ra những cái cơ hội có thể test lại cái ngưỡng hai ở đây tại mức 1950 này, 1.1950, và đó là những cái cơ hội bán ra khá là tiềm năng. Trên đây là cái bản tin cập nhật thị trường ngày 23 tháng 3. Xin kính chúc quý vị anh chị có một ngày giao dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái bản tin cập nhật tiếp theo.